quý vị, những ngày này có đến những làng nghề truyền thống mới thực sự cảm nhận được không khí tất bật rộn ràng của cái Tết đến gần như thế nào. Như xã Phụng Công, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên từ lâu đã có tiếng về nghề hoa cây cảnh và là một trong những vùng trồng lớn nhất miền Bắc hiện nay. Những ngày này, những dòng xe vẫn nườm nượp ra vào hàng ngày. Tuy nhiên, để đạt được kết quả này là một quá trình nỗ lực của các cấp ở đây khuyến khích người nông dân chuyển đổi thành vùng trồng hoa cây cảnh, sản xuất tập trung để đưa quy mô của nghề trồng hoa cây cảnh tương xứng với tiềm năng thế mạnh của xã. Các sản phẩm hoa cây cảnh Phụng Công hiện nay đã có mặt rộng khắp trên cả nước. Những ngày này, mỗi ngày có đến hàng nghìn lượt xe ra vào làng hoa cây cảnh Phụng Công. Bãi ven đê, vài năm trở lại đây đã trở thành chợ đầu mối về hoa, cây cảnh nhờ chính sách khuyến khích trồng, buôn bán tập trung của chính quyền các cấp. Quy hoạch như thế này đã giúp việc giao thương phát triển hơn rất nhiều, thay vì khách hàng phải đi nhiều nơi để gom cây. Mình là ở Nam Định, mình đến thường xuyên đến làng nghề Phụng Công để lấy hàng hoa về bán Tết. Tầm 3 năm nay làng nghề Phụng Công thì họ làm cây giống thì rất là chuẩn. Rất nhiều thị trường trên cả nước, các tỉnh thành từ Nam ra Bắc đều về với tới Phụng Công. Những cái vườn cây đẹp, hoa đẹp, người ta đã đặt hàng hết rồi. Người ta chỉ chờ đến ngoài 20 trở ra là người ta sẽ chuyển đi. Mặc dù dịch bệnh, nhưng với những người dân trồng hoa cây cảnh ở Phụng Công không bị ảnh hưởng quá nặng nề. Bởi đặc trưng các dòng cây ở đây đều có giá trị cao, không phụ thuộc việc phải thu hoạch theo thời vụ. Sau hai mùa dịch, Tết nay, niềm vui, phấn khởi đang trở lại với bà con với những khởi sắc hơn từ nghề truyền thống mang lại. Đến thời điểm này thì cơ bản là thì đã tiêu thụ được khoảng trên 80%, thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với tình hình dịch bệnh. Cho nên rằng là số lượng khách hàng về cũng tương đối là nhiều hơn như cái năm vừa rồi. Giá thì cũng cao hơn mọi năm. Hiện nay chúng rất là tạo điều kiện và tập trung vào liên quan đến cái làm sao cho người dân sản xuất tốt. Sang năm 2022 là đã có cái kế hoạch đưa các công nghệ thông tin, kể cả cũng mời cả trên chỗ đại học nông nghiệp về, người ta cũng hướng dẫn làm cái hệ thống tất cả những cái gì liên quan đến nội đồng, chống úng cũng như là cái đường giao thông. Với bình quân thu nhập mỗi tháng một người hiện nay ở xã là khoảng 6,5 đến 7 triệu đồng, thậm chí nhiều gia đình có doanh thu từ 500 đến 700 triệu đồng mỗi năm. Xã Phụng Công hiện nay là một trong những xã có thu nhập bình quân đầu người cao nhất tỉnh Hưng Yên nhờ nghề trồng hoa và cây cảnh.